Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Họp lần 3 Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam Malaysia tiến tới nhất trí thúc đẩy một số lĩnh vực giữa hai nước. Ngày 30 tháng 4 dưới con mắt của một nhà báo Pháp. Những sản phẩm do kiều bào Việt Nam nghiên cứu và sản xuất đưa vị thế Việt Nam ngang tầm quốc tế. Bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 và các hội nghị liên quan, kỳ họp lần thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp thương mại Việt Nam-Malaysia đã diễn ra vào chiều 25 tháng 4 tại Kuala Lumpur. Kỳ họp được đồng chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Ngài Mustafa Mohamed, Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia. Tại phiên họp, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa và một số lĩnh vực như thương mại, đầu tư, công nghiệp và nông nghiệp giữa hai nước, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác thương mại gạo nhằm góp phần ổn định thị trường gạo khu vực và tham gia đảm bảo an ninh lương thực của Malaysia. Về đầu tư, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của hai nước, nhất là trong các lĩnh vực dầu khí, điện và cơ sở hạ tầng. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác cung ứng lao động, chia sẻ thông tin về chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc ở Malaysia. Ngày 26 tháng 4, Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam Huỳnh Phong Chanh đã tiếp kiến Phó Tổng thống Myanmar Nian Tun trong chuyến thăm và làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác phòng chống tham nhũng giữa hai nước. Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Myanmar Nian Tun đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng và bày tỏ ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đồng thời, ông Nian Tun khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào Myanmar. Cùng ngày, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Chanh cũng có cuộc gặp với Phó Tổng trưởng lý Myanmar Tun Tun U và Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Mia Win. Tại các cuộc gặp, hai bên thảo luận về việc trao đổi kinh nghiệm và các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai bên về công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Tại thành phố Hà Giang, vào sáng ngày 25 tháng 4, hội nghị lần thứ 7, Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh, Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cùng với đà phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, sự giao lưu hợp tác giữa tỉnh Quảng Tây với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam diễn ra rất sôi động, đặc biệt lĩnh vực hợp tác lao động, hợp tác kinh tế, thương mại được hai bên quan tâm thúc đẩy và thu được kết quả tốt đẹp. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao cơ chế Ủy ban công tác liên hợp giữa bốn địa phương của Việt Nam với Quảng Tây đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu hợp tác và tháo gỡ các vướng mắc giữa hai bên, trở thành một trong những cơ chế điển hình cho quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các địa phương hai nước. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong những ngày này, rất đông phóng viên nước ngoài đến đưa tin về không khí lễ kỷ niệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Mark Jarwen là một người trong số họ. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi gặp gỡ nhà báo Pháp này để tìm hiểu xem ông làm gì tại thành phố Hồ Chí Minh vào dịp này. Dinh Độc Lập là một điểm đến quen thuộc của Mark Jarwen mỗi khi ông đến thành phố Hồ Chí Minh. Những hiện vật và tư liệu trưng bày tại đây cho phép ông hiểu rõ hơn về sự kiện ngày 30 tháng 4. Mark Jarwen đến Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1974 với vai trò là một phóng viên ảnh tự do. Trong khoảng 5 tháng ở đây, ông đã gửi nhiều bức ảnh về cuộc chiến tại Việt Nam cho nhiều hãng thông tấn nước ngoài. Từ đó đến nay, Mark thường xuyên quay trở lại Việt Nam để đưa tin. Ông có một mối quan tâm đặc biệt đến sự kiện ngày 30 tháng 4. Kể từ sau lễ kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, năm nào Mark cũng đến Việt Nam vào thời điểm này để viết bài cho tạp chí của ông. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm 30 năm, tức là vào năm 2005, ông đã có bài báo dài 14 trang về Việt Nam.
Để thực hiện các phỏng vấn cho bài báo này, ông đã phải liên hệ và xin phép mất 8 tháng. Mỗi năm, tôi muốn đề cập đến đề tài ngày 30 tháng 4 ở những góc độ khác nhau. Nhân kỷ niệm 30 năm, tôi đã thực hiện một phóng sự về những người miền Bắc, về cuộc gặp gỡ với 3 người lái xe tăng đầu tiên húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Trước đó, nhân kỷ niệm 20 năm, tôi đã viết bài về những người dưới chế độ Tổng thống Thiệu. Kỷ niệm ngày này, dù có người vui hay buồn, đó không phải là vấn đề. Ngày này, đó là biểu tượng của sự hòa giải để tiến lên trong quá trình đổi mới. Năm nay, Mark đã thực hiện các cuộc phỏng vấn người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ để biết họ suy nghĩ gì về ngày 30 tháng 4 sau 40 năm. Nhà báo Pháp luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam. Ngoài loạt bài về ngày 30 tháng 4, ông còn có nhiều bài báo về du lịch, văn hóa và kinh tế của Việt Nam. Điều quan trọng là phóng sự tôi mang về Pháp phải thu hút độc giả của tôi. Đương nhiên là cần phải gây sự chú ý của độc giả đến lịch sử. Nhưng các bài báo của tôi cũng phải khơi dậy ở họ mong muốn tìm hiểu về cuộc sống ngày nay ở Việt Nam và đến Việt Nam du lịch. Ngoài Việt Nam, Mark Shawiel cũng từng là phóng viên chiến trường tại nhiều nơi khác trên thế giới. Hiện ông đang là giám đốc phụ trách bộ phận ảnh của tạp chí Tuần Giá trị Ngày Nay của Pháp. Đã ngoài 60 tuổi, nhưng Mark vẫn thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới để thực hiện phóng sự. Ngoài viết báo, ông cũng đã xuất bản nhiều cuốn sách, sách ảnh và tiểu thuyết về chiến tranh. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về hoạt động kỷ niệm ngày 30 tháng 4 tại Canada và Cuba. Ngày 25 tháng 4, nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada đã tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu đại diện cộng đồng các thành phố Ottawa, Toronto, các cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan Việt Nam tại Canada. Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng đã cùng bà con Việt Kiều ôn lại những ký ức hào hùng của chiến thắng 30 tháng 4, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của kiều bào tại Canada với đất nước Việt Nam đối với tình hữu nghị Việt Nam-Canada và trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp và vui vẻ. Còn trong ngày 24 tháng 4, Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc ICAP đã tổ chức buổi tọa đàm và chiếu phim về kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Phát biểu tại buổi lễ, nữ nhà báo Martha Rosas, cựu phóng viên chiến trường của Cuba tại Việt Nam, đã ôn lại những kỷ niệm về cuộc kháng chiến cam go, gian khổ, nhưng cũng rất đỗi hào hùng của dân tộc Việt Nam, đồng thời bày tỏ cảm phục tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lãnh đạo cách mạng lịch sử khác của Việt Nam. Sau khi bày tỏ cảm ơn đối với sự giúp đỡ vô tư và ý nghĩa của nhân dân Cuba đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước của Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Dương Minh đã nhấn mạnh, bất chấp những biến động liên tục trong bối cảnh thế giới, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba sẽ mãi mãi phát triển. Vào dịp dỗ tổ hàng năm, các làng thờ vua Hùng ở vùng ven khu di tích đền rước kiệu về đền Hùng. Sáng ngày 26 tháng 4, tức là mùng 8 tháng 3 âm lịch, tại thôn Hạ Bì Hạ, xã Xuân Hòa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, đã diễn ra lễ rước kiệu vua Hùng đời thứ 17. Đây là một trong những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hàng nghìn năm nay, có ý nghĩa giao lưu văn hóa gắn kết cộng đồng. Đội hình tham gia nghi thức rước kiệu và dâng cúng lễ vật gồm có chủ tế, quan viên, bố lão cùng các thế hệ của dân làng với cờ hoa, bát bỉu, trống chiêng. Các thiếu nữ trang phục áo dài truyền thống dâng hương hoa, lễ vật như bánh chưng, bánh dày, các sản vật địa phương do công sức người dân lao động và cả cộng đồng làm nên. Hàng trăm du khách và người dân dự hội cũng đã hòa vào cùng với đoàn rước. Điều này cho thấy mỗi một hoạt động trong nghi lễ thờ cúng Hùng Vương đều là sự chung tay của mọi người dân, thể hiện rõ tính cộng đồng, đồng thời được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, một con chip sẽ tìm ra nguồn phóng xạ ở đâu hay một phần mềm sẽ cho kết quả ADN nhanh chóng. Những sản phẩm này rất có ý nghĩa trong cuộc sống hiện nay. Trong khi nhiều doanh nghiệp trong nước chưa làm được, thì những nghiên cứu hữu ích không chỉ đáp ứng được nhu cầu hiện nay của xã hội, mà góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, góp phần đưa vị thế Việt Nam ngang tầm quốc tế. Sau 40 năm, Việt Nam đang phát triển và hội nhập với quốc tế với chính sách mở cửa và thu hút kiều bào về hợp tác đầu tư. Thì ngày càng có nhiều kiều bào về nước.
những đóng góp của họ không chỉ dừng lại ở doanh thu mà còn từ những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Hầu hết các sản phẩm thông minh đều phải sử dụng chip điện tử. Tuy nhiên, tại Việt Nam, 100% các sản phẩm gắn chip đều phải nhập khẩu. Năm 2014, lần đầu tiên một con chip SG8V1 do giáo sư tiến sĩ Đặng Lương Mô, một Việt kiều Nhật Bản, đã cùng trung tâm ICDRET thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thiết kế. Ngay sau khi đưa vào thị trường, con chip SG8V1 đã được nhiều đơn vị đưa vào sử dụng. Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh gọi thầu thì đã có mấy nhà cung cấp Trung Quốc và mấy nhà cung cấp Việt Nam. Thì cuối cùng ICDRET đã thắng cái thầu đó và đã cung cấp cho Tổng công ty điện lực Thành phố. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ, Việt kiều Úc, một chuyên gia phần mềm gia công cho các tập đoàn đa quốc gia. Những sản phẩm của ông đã góp phần đưa ngành gia công phần mềm Việt Nam ghi tên trên bản đồ công nghệ thế giới. Phần mềm giao thông 247 có khả năng dẫn đường thông minh, giúp tài xế tránh các tuyến đường xảy ra ùn tắc. Phần mềm Genome có thể phân tích nhanh và cho kết quả ADN nhanh từ 20 đến 30 lần so với trước đây. Chúng tôi là focus, tức là chú tâm vào cái ngành gia công phần mềm. Tức là mình dùng cái chất xám của người Việt Nam để làm ra những cái sản phẩm theo cái đơn đặt hàng của khách hàng. Chính vì vậy cho nên là những cái sản phẩm đó là thật sự là cái quyền sở hữu là của khách hàng. Tuy nhiên những cái sản phẩm đó được áp dụng có thể nói là năm châu. Hiện nay có hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ yếu là những nước phát triển như Mỹ, Úc, Canada, Nhật, trong đó hơn 400.000 kiều bào là tri thức. Trong quá trình sinh sống, đã tiếp thu và tích lũy được nhiều kiến thức mới mẻ, tiến bộ. Nhiều năm qua, chính phủ đã có nhiều chính sách thu hút nguồn lực trí thức và đầu tư, hợp tác, sản xuất kinh doanh và chuyển giao công nghệ. Đến nay thì đã có nhiều chuyên gia đầu ngành về nước, nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực nhà nước quan tâm. Những cái sản phẩm của người Việt phù hợp với cái chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đối với các sản phẩm công nghệ thông tin, các sản phẩm công nghệ cao khác thì có thể nói là chúng ta đã khẳng định cái trí tuệ Việt trong từng sản phẩm. Thực tế cho thấy không một quốc gia phát triển mà không chú trọng đến phát triển công nghệ cao. Rất nhiều Việt kiều đã góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển các sản phẩm thuộc lĩnh vực này, từng bước đưa lĩnh vực công nghệ nói riêng, các sản phẩm có giá trị gia tăng của Việt Nam theo kịp các nước phát triển. Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ quốc tế lần thứ 79 đã chính thức khai mạc tại trung tâm triển lãm Fiera Firenze ở thành phố Florence, thủ đô vùng Tuscany, Italia. Tham gia hội chợ lần này, Việt Nam có hơn 20 doanh nghiệp của các tỉnh thành trên cả nước. Với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như mây, tre, đan, tranh ảnh, thổ cẩm cùng một số món ăn Việt Nam truyền thống, việc các công ty, các doanh nghiệp Việt Nam, các địa phương của Việt Nam tham gia hội chợ không chỉ là mang đến cho bạn bè Italy, bạn bè quốc tế những sản phẩm tinh xảo của nghệ nhân Việt Nam, mà còn giới thiệu cho bạn bè quốc tế nền văn hóa của Việt Nam, nét đẹp truyền thống văn hóa và tâm hồn Việt Nam. Tham tán thương mại Việt Nam tại Italia, ông Bùi Vương Anh cho biết, việc tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ là một trong những hoạt động nhằm triển khai nội dung thỏa thuận của Ủy ban Kinh tế hỗn hợp giữa Việt Nam và Italy. Những hoạt động như vậy sẽ giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với vùng Tuscany nói riêng và Italy nói chung. Hội chợ sẽ kéo dài cho đến hết ngày 4 tháng 5. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại theo địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.